Bệnh nhân đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, bệnh nhân nam 24 tuổi thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Xin mời Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Em xin kính chào quý thầy cô cùng quý đồng nghiệp ở các lô cậu. Em xin trình bày trường hợp bệnh nhân hội chẩn là bệnh nhân nam 24 tuổi. Bệnh nhân này là điều trị ở Cẩm Xuyên vào viện ngày 25 tháng 1 năm 2021. Lý do vào viện của bệnh nhân này là bị run tay và yếu tay. Tiền sử trước đây của bệnh nhân và gia đình thì chưa có tiền sử gì đặc biệt. Bệnh sử của bệnh nhân là bệnh khởi phát thì hơn một năm nay. Đầu tiên là với run hai tay, sau đó là kem yếu nhiều. Thì khoảng một tháng nay thì yếu và run của bệnh nhân thì tăng lên nhiều. Run thì nhanh, run biên độ trung bình và run liên tục khi thức. Và bệnh nhân có yếu đơn độc một tay trái. Cầm nắm thì không chặt. Ở nhà thì bệnh nhân chưa điều trị gì và đến khám và nhập viện ạ. Khám lúc vào viện thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt. Các chỉ số huyết áp tim mạch đều bình thường, huyết áp bình thường. Về khám thần kinh cơ xương khớp thì bệnh nhân này có cơ lực tay trái thì khoảng tầm 4/5 so với tay phải, teo hoàn toàn cơ giãn cột mu bàn tay trái. Về vận động thì giang khép các ngón tay yếu, giang khép gập duỗi ngón cái cũng yếu, gập các ngón tay thì được mất hầu như mất duỗi các ngón tay. Về cảm giác thì giảm cảm giác nóng của ngón 3 đến ngón 5, giảm cảm giác nóng cả cẳng tay trái và cánh tay trái. Về cảm giác về vị trí tư thế các ngón tay thì tốt ạ. Phản xạ thì có tăng nhẹ, phản xạ cơ nhi đau ở bên trái so với bên phải. Cả cái về khám về tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, bộ phận khác thì trước có vấn đề bất thường. Và cả kết quả cần lâm sàng thì bọn em đã gửi lên đến hệ thống rồi ạ. Về sơ bộ của chẩn đoán của bệnh nhân này của bọn em là đang đi theo hướng thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Câu hỏi điều trị thì bọn em điều trị theo hướng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thôi ạ. Câu hỏi của bọn em bây giờ đặt ra đó là thực tế thì bệnh nhân này là khá là trẻ và bị bệnh khá là lâu mà bệnh nhân không đi khám. Thế là em muốn hỏi là chẩn đoán của bọn em như thế này là chính xác chưa? Cần phải bổ sung chẩn đoán gì chưa? Vì cái hiện tại cái rún của bệnh nhân là xuất hiện rất là nhiều. Và tiếp theo là cái hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân là như thế nào? Cảm ơn Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Xin phép mời thầy Lưu phân tích cho hình ảnh cộng từ. Vâng, trong lúc đang chuyển hình ảnh lên thì xin mời ý kiến của thầy Hướng trước về cái... Cho Dung là xin chào tất cả các anh chị đâu cầu Hà Tĩnh, cho tôi hỏi cái là ở đó mình có bác sĩ chuyên khoa thần kinh không ạ? Chuyên khoa thần kinh hiện tại bên em thì không có ạ. Nếu như thế vô cùng khó, vì cái này tôi nói thật, bác sĩ thần kinh không phải bác sĩ nào không biết cái hội chứng này đâu. Cho nên chính vì vậy mà tôi hỏi là các anh chị chuyên khoa thần kinh không, vì cái này phải khám thật kỹ để đánh giá thử xem là đúng có đúng rối loạn cảm giác hay không. Vì rõ ràng đây một cái yếu ưu thế ngọn chi, cái run này là nói thật với các anh chị là đừng nghĩ Parkinson, đừng nghĩ cái run gì cao xa cả, cái này chỉ riêng các anh chị nói ra cái tôi biết là do run do yếu cơ rồi, vì teo hết tất cả các cơ, chủ yếu là cơ mô cái và các cái cơ mà ngọn chi và cẳng tay mà không cẳng tay không bị teo gì ạ. Các anh chị khám cơ cẳng tay có bị teo không? Cơ cẳng tay thì là cẳng tay thì không bị teo, chỉ là có cơ lực giảm ở cả cơ nhĩ. Đúng rồi, là ưu thế ngọn chi trên nền tảng bị một chi, đúng ạ, là không có cái rối loạn cảm giác. Đây là một cái thể mà gọi là yếu ngọn chi không đối xứng, có nghĩa là hai bên không đối xứng nhau và không có rối loạn cảm giác. Mà yếu ngọn chi không đối xứng, không có rối loạn cảm giác trên nền tảng một bệnh nhân trẻ tuổi 24 tuổi thì có một hội chứng rất hiếm gặp, nhưng mà thực tế ra là rất hay gặp trên những trẻ tuổi mà có yếu ngọn chi kiểu như thế này. Tất nhiên có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi hướng đến một cái bệnh gọi là Hirayama, là cái bệnh này là bệnh do tổn thương, do bất thường một cái màng tủy sống này. Màng tủy đằng sau á, nó lật về phía trước, cho nên chính vì thế khi đặc biệt khi tư thế cúi gập, và những cái người hay bị là những người mà hay làm cả công việc gập cổ. Và trên thế giới đã có một số cái tài liệu nói về vấn đề những cái người mà hay dùng di động nhiều á, khi mình gập cổ mình dùng di động á thì thường hay xuất hiện cái triệu chứng này, và cũng khá điển hình trong trường hợp triệu chứng này bao giờ từ từ tiến triển dần dần. Vì tại sao vậy? Tôi thấy các anh chị mô tả là một năm nay rồi cơ lực vẫn 4-5, chủ yếu là yếu chi, và gọi là bàn tay mỏng manh, có nghĩa là yếu nhưng trên phương diện là gì, là teo, kèm theo teo cơ chủ yếu là ngọn chi và ưu thế các cái ngọn chi chi phối cho phía thân kinh trụ. Thì bản chất của cái này là do quá trình mình gập cổ á, thì do cái bất thường về cái hệ thống mang tủy á, nó sẽ lật vào ra phía trước, nó chèn vào các hệ thống mạch máu nuôi dưỡng, nó gây ra tình trạng thiếu máu tủy, và đặc biệt là sừng trước thì gây ra tình trạng là teo cơ kiểu này. Về cái bệnh lý này mà nếu đúng như thế thì chẩn đoán hình ảnh là khá đặc trưng, thì sau đây cho xin ý kiến của chẩn đoán hình ảnh để có bổ sung thêm là đúng là hội chứng này không. Nếu hội chứng này thì chúng ta có phương pháp điều trị rất là hiệu. Vâng, thầy Hướng nói là tôi với thầy ca lo quá, đi mổ đầu cứ cúi suốt mấy tiếng đồng hồ. Vâng.
Thứ hai nữa là đề nghị thầy hướng và bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh trong ngày mai thì sử dụng cái hệ thống phòng khám từ xa, khám trực tiếp với thầy hướng trong ngày mai để đưa bệnh nhân lên khám ạ. Vâng. Xin mời thầy Lưu ạ. Thưa thầy Thành, thưa các thầy và thưa các quý đồng nghiệp. Thì sáng nay là em cũng có liên hệ với bác sĩ Na ở bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh để chụp thêm cái tư thế cổ cúi tối đa. Nhưng mà bệnh nhân này thì để chụp ở bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh và bệnh viện thành phố Hà Tĩnh thì chưa có máy chụp cộng từ. Rất tiếc nên là không thực hiện kỹ thuật chụp cúi tối đa để hôm nay hội chẩn luôn. Thì chẩn đoán xác định hội chứng này là cái tư thế cúi tối đa. Và em cũng trao đổi với bác sĩ Na thì bệnh nhân này có một cái điển hình, đó là cái cổ của bệnh nhân này nó rất là dài. Để thường xuất hiện người trẻ, nam trẻ và cổ dài. Thì trường hợp này cổ rất dài. Và trên hình cộng từ này nó có một cái hiện tượng, đó là cái teo của tùy cổ ở cái đoạn từ C4 đến C6. Cái tổn thương của cái hội chứng Hirayama là nó điển hình ở cái vị trí cổ bị teo tủy cổ đoạn C4 C6 đây. Cái tủy bình thường đang to nó teo đoạn này đấy ạ. Đấy. Mà cái tín hiệu tăng lên rất là nhẹ. Vì cái bệnh lý này, cái nguyên lý của nó là do cái màng cứng của ống sống ở cái đoạn ống sống cổ này nó không kết dính với mặt trước của các cái mảnh sống. Cái khi mà bệnh nhân cúi này thì cái màng cứng ống sống về phía sau nó chuyển lên trước và chèn ép tủy đúng chỗ đấy. Thì em cũng lấy một cái hình ảnh mà bệnh viện Đại học Y Hà Nội mới chẩn đoán tuần vừa rồi một ca khá điển hình đấy. Em mở ra cái ca đây. Đây là hình ảnh của cái bệnh nhân mới chẩn đoán tuần trước ở Đa Vi đấy. Đây là cái tư thế mà để cổ thẳng đây thì cái tùy cổ chỗ C4, C5, C6 này nó bình thường như này. Nhưng mà khi cúi chúng ta thấy có cái màng cứng màu đen đen nó chạy phía sau vậy. Đây tủy này, cái dịch trắng trắng này, có cái màng đen đen này. Đấy, nó di chuyển ra trước nó chèn ép vào cái tủy bẹp vào phía đốt sống này. Đây là cái sự nó không cố định, không ổn định của cái màng cứng ống sống cổ. Và trên trường hợp này thì trên cái trường hợp bệnh nhân chúng ta đang hội chẩn đây thì do không chụp cúi nên chúng ta không chắc chắn được. Tuy nhiên nó có cái dấu hiệu teo tủy đúng cái vị trí này. Và thứ hai trên cái xu hướng cắt ASEAN thì cái hướng cắt này thì cũng lẽ ra mà chụp vào tư thế cúi tối đa thì mình sẽ xem rõ hơn. Tuy nhiên cũng sơ bộ cũng thấy rằng có cái hiện tượng teo tủy. Đây cái tủy cổ chỗ này nó khá bình thường đấy ạ. Và khi đến cái chỗ teo ấy, thì chúng ta thấy cái tủy nó bị bẹp lại như này, tức là do là chèn ép mạn tính rồi. Mặc dù là cái tư thế này thì không chèn ép nhưng mà cái tủy nó không giãn ra được. Cái này thì nói chung để khẳng định nó thì vẫn nên có một cái chụp tư thế cúi tối đa để có một cái bằng chứng chắc chắn để chúng ta chẩn đoán xác định. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ nên chụp lại cái tư thế cúi tối đa trên cổng từ đúng không ạ? Em xin lỗi thầy, có thêm một ý kiến nữa. Đấy là trên lâm sàng nên nghĩ đến nhiều đến cái đó và cũng khả năng cao. Tuy nhiên chúng ta phải loại trừ một số bệnh lý khác nó liên quan đến thần kinh ổ. Ví dụ chẳng hạn tổn thương nằm rồi thần kinh ổ, nhưng tuy nhiên để chẩn đoán cái này á, có thể nó mắc phải hoặc vô căn. Nhưng nếu chẩn đoán cái này thì chúng ta phải làm thêm một cái vô cùng quan trọng để điện thần kinh cơ, để xem thử bản thân tổn thương vào nó vận động hay tổn thương vào hệ thống thần kinh ngoài vi. Thì cái đó cũng là cái gợi ý để chuẩn đoán phân biệt. Cho nên là chính vì vậy cái điện thần kinh cơ vô cùng quan trọng đối với thần kinh ngoài biên. Nhưng mà vì chúng ta không làm được, và cái thứ hai là trên lâm sàng cũng gợi ý khá nhiều đến là Hirayama này, cho nên chính vì vậy mà chúng tôi đó là hướng đến thôi, chuẩn đoán thôi. Cái này chúng tôi khuyến cáo nên chuyển bệnh nhân ra các tuyến cơ trung ương để mà mình xác định thêm chuẩn đoán và làm thêm một số cái cần lâm sàng đặc biệt điện thần kinh cơ để mà mình chẩn đoán chính xác hơn. Vâng, thế còn cái hướng điều trị lâu dài cho người bệnh này thì như nào? Nếu mà đứng hội chứng Hirayama thì cái điều trị không có gì là phức tạp cả. Người ta chỉ cần làm cái nẹp cổ và nẹp lâu dài thôi. Tuy nhiên, một số cái trường hợp nẹp cổ lâu dài mà triệu chứng vẫn tiến triển. Cái thứ nhất, cái thứ hai, bệnh nhân không thể sử dụng nẹp cổ được trong một số trường hợp nhất định. Thì chúng ta bắt buộc phải phẫu thuật. Còn cái phẫu thuật là đặt cuối cùng. Còn hầu hết là người ta trên thế giới người ta thấy rằng nẹp cổ lâu dài là cái cải thiện rất là tốt về cái trong cái hội chứng này thôi. Chỉ có điều trị đơn giản nhất là nẹp cổ với cổ đình cổ thôi. Cái thứ hai nữa là kèm theo một số cái thuốc bảo vệ thần kinh, thuốc mà điều trị về bảo vệ thần kinh thôi, hồi phục thần kinh. Thì cái hồi phục thần kinh chỉ là bổ trợ thôi, nhưng chủ yếu là cái nẹp cổ thôi. Còn phẫu thuật là đặt sau cùng khi mà các cái nẹp cổ cũng hiệu quả. Vâng, cảm ơn thầy Hướng. Xin mời ý kiến của cô Huyền về phục hồi chức năng. Vâng ạ, kính thưa các thầy, các cô, quý đồng nghiệp. Thực ra thì phục hồi chức năng mình chỉ có thể là chỉ định hoặc là mình thiết kế một chương trình phục hồi chức năng phù hợp nếu chúng ta có cái chẩn đoán xác định cuối cùng
Thế cho nên là các ý kiến của thầy Hướng thì các bạn cũng nên làm cho bệnh nhân để chúng ta có cái chuẩn đoán chính xác đã. Còn trong trường hợp nếu đúng là của hội chứng này thì như thầy Hướng nói là chúng ta sẽ sử dụng cái nẹp cổ cho bệnh nhân. Tóm lại là chúng ta hạn chế những cái cúi của người bệnh. Chứ còn các hoạt động mình nghiêng, xoay cổ thì mình vẫn làm được, nhưng đặc biệt là cúi thì chúng ta tránh. Còn cái tay của bệnh nhân mà đã bị tê yếu và liệt thì các bạn cái đấy thì mình phù chức năng mình tập dễ rồi đúng không ạ? Mình biết cách tập rồi. Thì các cái bài tập về để làm sao để tăng lực cơ lên cho bệnh nhân, giảm được cái cảm giác run, tê bì các thứ cho bệnh nhân. Nên chỉ định các cái bài tập mà các hoạt động tinh của bàn tay, đặc biệt là các bài tập mà phối hợp được cả hai tay trong cùng một hoạt động thì sẽ có hiệu quả tốt cho bệnh nhân. Còn cái việc đầu tiên bây giờ thì là chúng ta phải làm thêm cái cộng hưởng từ như các thầy đã nói để mình có cái chuẩn đoán xác định trước đã. Cái này em có ý kiến thêm một chút. Cái bệnh nhân này thì thực ra chuẩn đoán nó không khó đâu ạ. Cái này thì cứ cho bệnh nhân quay lại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh vì nó gần nhau, cho chụp tư thế gấp cổ và chụp cái sung sagittal và ASEAN T2 thôi, chứ không có gì đặc biệt. Cái đấy thì ở đâu cũng làm được ạ. Cái thứ hai là trước mắt bây giờ khi chưa điều trị gì thì có một cái trong y văn có nói là một trong những nguyên nhân nó gây cái tổn thương nhanh hơn chính là cái tư thế ngủ gối cuối cổ cao. Tất cả cái này thì trường hợp để hướng dẫn là người ta bỏ cái gối thì nằm cái gối rất mỏng thôi, chứ đừng nằm gối cổ cao là nguy hiểm. Trong trường hợp mà chúng ta đúng là của chuẩn đoán hội chứng này mà chúng ta sử dụng cái nẹp cổ cho bệnh nhân, tức là chúng ta hạn chế cái động tác cúi, thì khi sử dụng nẹp cổ nó sẽ có một cái không mong muốn, đây là các cái cơ vùng cổ vai, đặc biệt là gáy của bệnh nhân, cơ cổ ấy, nó sẽ yếu đi. Cho nên là các bạn sẽ chỉ định thêm các cái bài tập làm sao để khỏe cơ cổ, như là các bài tập đẳng trường ấy ạ, để không tạo thành cử động cúi, nhưng mà các cơ nó khỏe thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho giữ được cái tư thế của bệnh nhân đúng. Cảm ơn cô Huyền. Xin mời ý kiến từ bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh. Dạ vâng, em xin cảm ơn ý kiến của các thầy cô. Cái này thì bọn em sẽ chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh để chụp lại cái MRI cột sống cổ tư thế cúi. Đó là bệnh viện phục hồi chức năng cũng ở Điện Cơ đó. Chắc bọn em sẽ chuyển bệnh nhân lên đấy để làm Điện Cơ luôn. Nếu có kết quả thì bọn em hồi trần lại. Nên cho em hỏi một chút nữa là như thầy có nói là có cái một số cái thuốc hồi phục thần kinh là vẫn có tác dụng cho bệnh nhân này, thì trong trường hợp mà bệnh nhân chưa can thiệp mổ được thì bọn em có nên sử dụng loại nào cho bệnh nhân không ạ? Thực tế là chủ yếu là cái nhóm methylcobalamin và hoặc nhóm vitamin 3B á, mình có thể dùng phối hợp thêm cho bệnh nhân thôi, chủ yếu cái đó thôi, để là hỗ trợ thêm cho thần kinh thôi. Vâng, xin cảm ơn thầy Hướng và bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh.